Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình vẽ vườn dừa cũng gần nhà mình. Mấy cây bông đẹp luôn cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. À, chào bác ơi. Cả nhà thấy ba bông ở chủ nhà đẹp quá cả nhà. Đây đây đây. Ngoài bé Mương được luôn á ngoài ơi. Cái gài không có dừa, mình đi vườn một ngày 2-3 vườn nha cả nhà. Mình đi ngày 2-3 vườn mới có dừa nhiều. Chứ ít không. Mùa mưa mình đi một vườn mẻ hả đầy gì á. Chở 2-3 xe giờ ít lắm cả nhà. Dừa giờ khan hiếm dữ. Cả nhà mấy con ếch bự ghê cả nhà. Thương quá. Mấy con ếch này. Giờ cây có con trái nè cả nhà, vậy mà cũng dốt nữa cả nhà, không có luôn, khan hiếm luôn. Cây ba hoài ba trái vậy, bốn trái, hư trái. Cây có ba trái vậy đó cả nhà. Đi sinh tồn xong bắt rồi thì đó là còn thời gian mình về quay cảnh chăn nuôi chuồng trại dọn dẹp cỏ rác cho chim bò đi cả nhà. Và cô thương chia sẻ đăng ký kênh cho mình nhiều lắm cả nhà. Hôm nay mình lấy dừa ít đó cả nhà, mình về cái có con ít à, mình về mình quay thêm mấy cái chuồng bò cho chú Quốc cả nhà, mỗi Quốc dừa nha. Cái này gọi là chuồng bò chứ không phải là trại bò nha cả nhà. Giờ còn chỉ có 5 con hả. Anh Quốc dừa, anh Tư Quốc đi về, đi bẻ dừa về chăm mấy con bò về nè. Đây là 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Đây anh ba mình đang dọn dẹp cả nhà, anh dọn dẹp nhà cửa chuồng bò chứ không phải nhà cửa, cho mấy con bò nó sạch sẽ. Hồi mình quay cái chuồng cái trại thỏ cho mình cho cả nhà coi nữa nha. Đây là mấy con bò của anh Quốc á, anh Quốc dừa hổm 8 con lận mà anh Quốc anh
bán bớt lúc này nắng quá, cỏ không có anh bán bớt. Cái bò anh quét dọn cho sạch sẽ, thường ngày là như vậy nè cả nhà. Đi mua dừa về á, mấy ổng đi hái về là hái dừa về là chăm bò như vậy nè. Đó, cuối năm cái kinh tế đồ có kinh tế á cả nhà. Ổng đi về là ổng quét dọn chuồng trại sạch trơn vậy nè cả nhà. Giờ mời cả nhà đi theo chân mình ra trại thỏ nha cả nhà. Trưa này mấy con thỏ nó nằm nó ngủ hết rồi cả nhà. Anh ba mình đi ra chăm thỏ cho thỏ ăn nè cả nhà. Thỏ của mình của anh Quốc nè, kèo nữa thứ hai rồi bò thỏ nó chưa có hạ xanh. Hôm nay giải bé bên đây hai giải lên cả nhà. Đó, anh Quốc thích ha. Phải nhiều cái nguồn để thu nhập mình có, chứ giờ một thứ nó không đủ chi tiêu cả nhà. Mình làm này không có kia. Đây thỏ trong đó dài dài là thỏ không cả nhà. Thỏ nái rồi. Bên đây là anh ba mình giới thiệu là thỏ nái. Cũng khách lẻ nái rồi. Đây con thỏ nái nó bự lắm cả nhà. Nó chán nó nằm. Bật cái rưỡi 4 kg thôi. Đây thỏ nái nè, thỏ trắng này bự lắm. Dạ, đủ. Cả nhà thấy không? Cái vàn này nuôi thỏ thịt. Cả nhà thấy không? Ảnh chăm từ ly từ tí, quét dọn sạch sẽ. Ăn cho uống đầy đủ chứ. Cái này là đời thường của anh Quốc Dừa á cả nhà. Ảnh mỗi ngày là như vậy nè. Ảnh chăm nhiều khi tới 8 giờ đêm ảnh mới ngủ, ảnh mới nghỉ được. Còn đây là cỏ ảnh trồng, còn mấy chỗ kia nữa. Tại đây gần nhà mình quay cho cả nhà xem thôi á. Cả nhà thấy con thỏ bự không? Con thỏ này gần đẻ rồi nè. Giải bên đây là thêm vàng thỏ thịt bên đây nữa. Nhưng nó đẻ ra một lần hình như là có con đẻ 7-8 con nó đẻ 10 con. Cả nhà thấy không? Còn bên đây nè. Trưa nó nằm. Giờ là dọn dẹp xong hết rồi. Giờ nghỉ ngơi tới 4 giờ mới cho ăn. Cho ăn xong tới 8 giờ cho ăn lần nữa ngủ. Sáng là 6 giờ là anh Quốc anh dậy anh đi cho bò ăn, cho thỏ ăn. Tới 8 giờ mới đi hái dừa, 2 giờ mới về nhà. Nhà xong là cắt cỏ. Ở nhà thấy có thương anh Quốc Dừa thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm ảnh nha cả nhà. Có nhiều người ta quỷ cái buồn quá trời, ảnh buồn, ảnh gầu. Có nhiều bạn cũng động viên, nhiều bạn nhắn tin cái động viên, cũng như những người bạn trên YouTube động viên không à cả nhà. Chứ cũng không biết mặt nữa mà có nhiều người ta cũng động viên, người ta thương lắm, ta khuyến khích. Chào cả nhà đi. Rồi Phúc cởi áo rồi, cởi chào luôn đi. Chào cả nhà, thì Phúc chắc bò cho bò tắm rửa chuồng trại xong rồi nghỉ ngơi rồi mình ngồi cắt cỏ luôn cả nhà. Bye bye, xin chào cả nhà đi. Bye, xin chào cả nhà nha, tạm biệt. Cả nhà có thương tình anh Quốc thì Quốc Dừa nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh Quốc Dừa nha cả nhà. Cho anh Quốc có động lực để làm tiếp nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, bye bye.